Chuyện xảy ra vào tháng 8 năm 2019 Chị Lâm là lãnh đạo của một hội thánh Đã viết đơn xin từ chức Nên lãnh đạo đã cử tôi đi tới hội thánh này để tìm hiểu nguyên nhân Nếu chuyện chị Lâm không thể thực hiện công tác thực tế là thật Thì sẽ tước bổn phận chị ấy và bầu chọn lại Sau khi tôi đến nơi đó rồi Các chấp sự ở hội thánh đã báo cáo tình hình của chị Lâm cho tôi nghe Họ nói rằng trong hai tháng kể từ khi chị Lâm được bầu làm lãnh đạo hội thánh cứ hệ có chuyện gì xảy ra liên quan đến lợi ích gia đình hay chuyện cá nhân Thì chị ấy lại gạt công tác hội thánh sang một bên Và chị ấy để mọi việc lại cho người cộng sự xử lý hết Cộng sự của chị ấy luôn phải nhận một lượng lớn công việc Và thường không thể hoàn thành trọn vẹn Nhất là với những chuyện khẩn cấp Chị ấy lại không thể xử lý mọi việc kịp thời được Chuyện này khiến cộng sự của chị ấy thấy rất áp lực Và thường cảm thấy có chút tiêu cực Đối với vấn đề của chị Lâm các lãnh đạo cấp trên đã nhiều lần giúp đỡ và hỗ trợ Nhưng mà chị ấy vẫn không cải thiện chút nào Ở các buổi họp Mối thông công của chị Lâm và lời của Đức Chúa Trời Cũng không hề có sự khai sáng Nên các anh chị em luôn bị thiếu sự cung dưỡng Một số anh chị em đã đi họp rất là miễn cưỡng Bởi vì chị Lâm không thể giải quyết triệt để Như vấn đề thực tế của các anh chị em Nên chị ấy sợ gặp họ Và không muốn đến họp luôn mỗi khi anh chị em trong hội thánh có tình trạng không tốt hoặc gặp vấn đề chị ấy không thể thông công lẽ thật để giúp đỡ mà chị ấy chỉ có thể động viên họ bằng lý thuyết suông thôi hoặc là chị ấy sử dụng những phương pháp riêng và triết lý trần tục để giải quyết mọi việc nếu như các anh chị em rơi vào tình trạng tiêu cực vì lâm bệnh thì chị ấy chỉ khuyên họ là nên đi khám bác sĩ nào sản phẩm nào tốt cho sức khỏe chứ không hề dẫn dắt các anh chị em đến trước đức chúa trời tìm kiếm ý muốn của ngài và rút ra bài học hơn thế nữa trong các buổi họp thậm chí có người còn nhắc đến những dự án đầu tư chị lâm không những đã thiếu phân định để phơi bày và ngăn chặn bọn họ mà ngược lại còn hùa theo ý kiến với đám người đó và lôi kéo các anh chị em tham gia các anh chị em đã nhiều lần nhắc nhở chị ấy phải tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận nhưng chị ấy sợ rằng các anh chị em nói mình tham lam tiền tài Nên chị ấy đã bí mật đem tiền đi đầu tư Kết quả là mất hơn 400 000 tệ Càng không còn tâm trí làm bổn phận ừ, Đúng rồi Phải đó Vì chị Lâm bỏ bê bổn phận không làm công tác thực tế Nên đã khiến cho đời sống hội thánh ở đó không hiệu quả Các anh chị em luôn tiêu cực và yếu đuối ừ. Hành vi của chị Lâm cho thấy Chị ấy rõ ràng là lãnh đạo giả Phải Đúng vậy Đúng vậy sau khi nghe xong các anh chị em báo cáo tình hình Tôi nghĩ Chắc chắn chị Lâm không mưu cầu lẽ thật hay thực hiện công tác thực tế. Với mọi việc, quan điểm của chị ấy như một người ngoại đạo vậy. Rõ ràng chị ấy không có công tác của Đức Thánh Linh. Phải. Phải đó. Sao chị ấy có thể lãnh đạo hội thánh như vậy? Thậm chí, dù chị ấy không viết đơn từ chức, thì cũng sẽ bị tước bổn phận vì có hành vi của một lãnh đạo giả. Ừ, đúng vậy. Đúng vậy. Nên tôi đã tìm nguyên tắc để phân định một người có công tác của Đức Thánh Linh không. Ừ. Dựa vào đó và hành vi của chị ấy để có thể thông công. Khi tôi vừa thông công xong, một số chấp sự cũng đã gật đầu tán thành và nói chị Lâm không có công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng mà khi tôi nói tới việc tước bổn phận của chị Lâm, thì những chấp sự này lại nói chị Lâm có nhân tính rất tốt. Ờ, hệ các anh chị em có gặp phải vấn đề gì thì chị ấy cũng đều giúp đỡ tận tình không quản khó nhọc. Chị ấy còn rất là gần gũi và không hề cao ngạo. Họ còn nói chị ấy có tố chất tốt ờ bình thường cũng rất thông minh tiếp thu nhanh lời đức chúa trời dù anh chị em trong hội thánh có gặp phải vấn đề khó khăn gì chị ấy cũng có thể an ủi họ nếu như chị ấy bị tước bổn phận hội thánh sẽ không thể tìm được một lãnh đạo khác phù hợp hơn để thay thế được đâu một chấp sự còn nói thêm tôi nghĩ là chị lâm có lẽ đang tạm thời rơi vào tình trạng xấu mà thôi hãy thông công với chị ấy và giúp đỡ chị ấy trước đã các chấp sự khác ít nhiều đều đồng ý với ý kiến đó Tóm lại, bọn họ không chấp nhận việc sẽ tước đi bổn phận của chị Lâm. Chị Lâm chỉ tỏ vẻ nhiệt tình và tử tế bề ngoài vậy thôi. Ừ. Đâu có nghĩa chị ấy có thể thực hiện công tác thực tế. Chính phải, phải đó. Phải vậy. Trong thời gian dài, nếu như không có công tác của Đức Thánh Linh và không thực hiện công tác thực tế, dù lãnh đạo hay chấp sự cũng sẽ bị thay thế. Ừ. Nếu họ không có công tác của Đức Thánh Linh mà ta vẫn cố giữ họ lại, không phải ta chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Chính Đúng xác. Vậy. Những chấp sự này chỉ thấy việc chị Lâm chăm sóc phần xác thịt của mọi người và chỉ nhìn thấy lòng nhân ái bề nổi, cùng chút thông minh và tố chất của chị ấy. Nhưng họ không thấy được việc chị ấy có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Chị ấy có thể làm công tác thực tế không? Họ không dùng tiêu chuẩn của nhà Đức Chúa Trời để bầu chọn nhân sự. Ừ, chính xác. Đúng thật ra, rõ ràng chị Lâm không phải là một người mưu cầu lẽ thật. Và quan điểm của chị ấy giống như một người ngoại đạo vậy. Chị ấy không thông công về lẽ thật khi có chuyện và không thể giải quyết những vấn đề thực tế về và lối vào sự sống của anh chị em chị ấy đã lộ rõ bộ mặt của một lãnh đạo giả nếu chị ấy còn giữ bổn phận này sẽ chỉ cản trở quấy phá công tác hội thánh và ngăn cản lối vào sự sống của anh chị em phải phải chị nói đúng chị có thông công nhận vấn đề này với họ không họ đã đồng ý tước bổn phận của chị ấy phải không sau mối thông công của tôi các chấp sự đó đều im lặng hết nhưng mà tôi có thể nhận ra được bọn họ vẫn không đồng ý tước bổn phận của chị ấy Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ một mực khẳng định quan điểm của mình Tiếp tục thông công về lẽ thật và việc phân định về chị Lâm Thì liệu rằng những chấp sự này có nói mình quá kiêu ngạo, quá độc đoán Và không tiếp thu ý kiến người khác không? Tôi còn lo rằng nếu vừa mới đến hội thánh này Mà đã phá hỏng mối quan hệ với những chấp sự Thì thời gian công tác sau này sẽ rất khó khăn Nghĩ tới chuyện này Tôi đã quyết định ngừng thông công với các chấp sự đó Về nguyên tắc phân định lãnh đạo giả và tôi đã báo cáo tình hình của hội thánh cho các lãnh đạo cấp trên biết tôi nghĩ rằng nếu như lãnh đạo đồng ý với quan điểm của tôi thì tôi sẽ lập tức tước bổn phận của chị lâm và những chấp sự đó sẽ không có suy nghĩ xấu về tôi nữa sau đó tôi đã tới gặp các chị em khác trong hội thánh để tìm hiểu quan điểm của họ về chị lâm nhưng tôi phát hiện ra những chị em này cũng không có sự phân định về chị ấy mấy người họ đều nói tốt cho chị ấy nói chị ấy rất là tình cảm hiểu được khó khăn của chị em rất thông minh và còn có tố chất nữa quan điểm của họ cũng giống như của các chấp sự nghe xong những lời họ nói tôi không dám thông công về lẽ thật để phân định chị lâm tôi sợ họ nói tôi kiêu ngạo tự cao tự đại và phớt lờ quan điểm của người khác rồi sẽ có ấn tượng xấu về tôi cho nên lúc đó tôi đành chờ thư trả lời của lãnh đạo rồi mới dám hành động nếu làm như vậy, sau này tôi mới không phải chịu áp lực khi quyết định tước bổn phận chị Lâm. Tôi thấy rõ ràng là các anh chị em này không có lẽ thật và không thể phân định, nhưng tôi không muốn thông công với họ. Những ngày đó, lòng tôi tâm tối và không thể cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi chợt nhận ra rằng tình trạng của mình không ổn, nên đã tới trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, cầu xin sự khai sáng và hướng dẫn của Ngài để tôi hiểu rõ tình trạng của mình ừ vài ngày sau đó lãnh đạo cấp trên nói là muốn gặp tôi ừ. chúng tôi cùng nhau đọc một đoạn lời đức chúa trời là phần quan trọng nhất của việc tin vào đức chúa trời là đưa lẽ thật vào thực hành ừ. được trong nhà đức chúa trời ngươi phải nắm được nguyên tắc của mọi bổn phận mà ngươi thực hiện có thể thực hành lẽ thật có nghĩa là hành động phù hợp với nguyên tắc nếu ngươi chưa rõ điều gì đó hay không chắc làm điều gì phù hợp, thì hãy sử dụng cách thông công để đạt được sự đồng thuận. Khi đã xác định được điều gì có lợi nhất cho công tác hội thánh và có lợi nhất cho các anh chị em thì hãy làm điều đó. Đừng bị ràng buộc bởi các quy tắc. Đừng trì hoãn, đừng chờ đợi, đừng quan sát thụ động. Nếu ngươi luôn là một người quan sát và không bao giờ có ý kiến của riêng mình, nếu ngươi luôn chờ ai đó ra quyết định trước khi ngươi làm bất kỳ điều gì và khi không ai quyết định thì ngươi chỉ lê gót và chờ thì hậu quả sẽ là gì ngươi sẽ phá hỏng mọi công tác không hoàn thành được gì nếu ngươi đã rõ điều đó và mọi người đều cho rằng như vậy là ổn thỏa đồng ý làm theo cách này bảo rằng việc này cần phải được thực hiện và không nghi ngờ gì rằng việc này được hướng dẫn bởi đức chúa trời thì đây chính là cách mà ngươi nên làm đừng sợ phải chịu trách nhiệm cho việc này hoặc sợ xúc phạm người khác hoặc sợ hậu quả có thể là gì nếu mọi người không được việc gì thật sự luôn tính toán và sợ phải chịu trách nhiệm và không làm công việc thật sự thì điều này chứng tỏ họ có quá nhiều các toan tính thâm độc thật tội lỗi biết bao khi ao ước được hưởng các ân điển và phước lành của đức chúa trời mà chẳng làm điều gì thật cả chẳng có ai mà đức chúa trời khinh ghét bằng những kẻ gian xảo và thâm độc như thế bất kể tâm tư ngươi đang suy nghĩ điều gì ngươi đang không thực hành lẽ thật và ngươi không có lòng trung thành những sự cân nhắc cá nhân của ngươi luôn luôn thường trực ngươi luôn có những tư tưởng và ý nghĩ của riêng mình đức chúa trời quan sát và biết ngài sẽ rời bỏ nếu ngươi không ăn năn tại sao ngài sẽ rời bỏ ngươi bởi vì đức chúa trời dò xét tận đáy lòng con người Ngài thấy rất rõ những ý nghĩ thâm độc của họ. Ngài biết lòng họ ngăn cách Ngài và không đồng lòng với Ngài. Họ đang giấu Đức Chúa Trời điều gì? Những ý nghĩ và lợi ích, lòng kiêu hãnh của chính họ và cả những mưu mô thâm độc của họ. Khi trong lòng người ta có những điều ngăn cách họ với Đức Chúa Trời và họ mãi bận tâm về chúng thì đây là rắc rối. Nếu như người có tố chất kém và kinh nghiệm ít ỏi nhưng sẵn lòng theo đuổi lẽ thật ngươi luôn đồng tâm với đức chúa trời và hết mình với những gì ngài giao phó mà không vướng vào những mánh khóe thì đức chúa trời sẽ nhìn thấy điều này nếu lòng ngươi luôn khép kính với đức chúa trời luôn nuôi những mưu đồ vụn vặt sống vì tư lợi và niềm kiêu hãnh của mình ngươi luôn tính toán những điều này trong lòng và ngươi luôn bị những điều này chiếm hữu đức chúa trời sẽ không hài lòng về ngươi và ngươi sẽ làm rối tung nhiều điều mà ngươi làm đó là bởi vì ngươi không dễ sử dụng, ngươi thiếu cam kết, ngươi không yêu lẽ thật. ngươi luôn bẩn cợt với Đức Chúa trời, ngươi thiếu cẩn trọng khi xử lý mọi việc cho nhà Đức Chúa trời, tấm lòng ngươi không trung thực, ngươi không hết lòng hết dạ, chỉ nỗ lực chút ít mà không đặt cả tấm lòng vào, điều này là không được. Đức Chúa trời theo dõi lòng người, nếu ngươi không ăn năn, ngươi sẽ không bước vào sự sống và sự sống của ngươi sẽ không phát triển và ngươi sẽ không nhận được sự chấp thuận của Ngài. Amen. À, à, những lời này thật tuyệt diệu. Chính xác. Phải. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra rằng mọi việc trong bổ phận của nhà Ngài đều phải dựa vào nguyên tắc của lẽ thực. Những chuyện chúng ta không hiểu rõ thì có thể bạn bạc cùng nhau đi đến sự nhất trí và làm bất cứ việc gì có lợi cho công tác của Hội Thánh. Những chuyện chúng ta hiểu rõ thì cần phải thực hành lẽ thật và làm việc dựa theo nguyên tắc để biết quan tâm đến ý muốn của đức Chúa trời. Ừ. Phải đó, đúng Phải. vậy. Nếu chúng ta không có tấm lòng trung thực và dám dở trò trước đức Chúa trời, hay ra sức bảo vệ tư lợi, dù ta thông hiểu lẽ thật nhưng không thực hành, không trung thành cũng không quan tâm đức Chúa trời, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được công tác của đức Thánh Linh hay nhận được phước lành của đức Chúa trời trong vũ phận. Ừ. Ừ. Ngay từ đầu, khi nghe các chấp sự báo cáo với tôi về tình hình của chị Lâm thì tôi đã biết rõ chị ấy tuyệt đối không phải là người mưu cầu lẽ thật cũng không hề thực hiện công tác thực tế và là một lãnh đạo giả cần phải bị cách chức nhưng khi tôi nhận thấy rằng các chấp sự không tán thành ý kiến của tôi tôi sợ họ sẽ nói tôi kiêu ngạo và ta đi nên tôi đã không dám tuân thủ nguyên tắc của lẽ thật và tôi cũng hoàn toàn không muốn thông công với họ về lẽ thật để có thể phương định lãnh đạo giả trong hội thánh khi tôi viết thư báo cáo chuyện này với lãnh đạo tôi tỏ vẻ rất nghiêm túc về bổn phận nhưng thật ra là tôi đã do dự không dám tiến tới vì tôi sợ các anh chị em sẽ có cái nhìn tiêu cực về tôi rốt cuộc trong bổn phận tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị của mình thôi nên tôi đã dung túng cho lãnh đạo giả quấy phá công tác hội thánh một thời gian và cản trở đối vào sự sống các anh chị em tôi thấy mình thật ích kỷ hơn nữa tôi còn hèn hạ và xảo quyệt nữa đức chúa trời nhìn thấu tâm can tất cả mọi người những suy nghĩ trong đầu tôi có thể lừa được người khác Nhưng đâu lừa được Đức Chúa Trời Phải Lúc đó tâm linh của tôi tâm túi Không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài Đây chính là sự hành phạt công chính của Đức Chúa Trời dành cho tôi Ừ Trùng hợp đúng vào lúc đó Tôi nghe nói có một hội thánh vừa mới phát hiện được Một kẻ địch lại Đức Trích đang hành ác Nhưng không ai báo cáo hay phơi bày Ngay cả khi kẻ địch lại Đức Trích này bị khai trừ Các thành viên còn lấp liếm và bao che cho anh ta việc này xúc phạm tâm tính của đức chúa trời toàn bộ thành viên hội thánh đó đã bị cách ly để kiểm điểm khi nghe nói tới kết cục kinh khủng đó trong lòng tôi đã rung lên vì sợ hãi sau đó tôi đã không ngừng tự hỏi bản thân mình tại sao tôi khi vừa mới phát hiện ra lại không tước bổn phận của lãnh đạo giả đó ừ. nhất là khi tôi suy ngẫm lời đức chúa trời một khi lẽ thật đã trở thành sự sống của bản thân ngươi. Nếu ai đó chống lại Đức Chúa Trời, phạm thượng và không có lòng tôn kính Ngài, cẩu thả khi thực hiện bổn phận của mình, gây gián đoạn hoặc làm nhiễu loạn công tác hội thánh. Khi thấy chuyện như vậy, ngươi có thể xử lý theo nguyên tắc lẽ thật. Cái gì cần phân định thì phân định, cần phơi bày thì phơi bày. Nếu như lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính sa tan của mình, thì khi ngươi gặp kẻ ác và ma quỷ gây gián đoạn và quấy rầy công tác nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc và ngươi cũng sẽ tản lờ bọn chúng, mà không bị lương tâm của mình trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng ai đó gây nhiễu loạn công tác của nhà ngài chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù công tác của hội thánh và những lợi ích của nhà ngài có bị ảnh hưởng đến đâu, ngươi cũng không quan tâm, can thiệp hoặc cảm thấy tội lỗi Ngươi trở thành kẻ không có lương tâm hoặc ý thức, một kẻ không tin, một kẻ phục vụ. Ngươi ăn của Đức Chúa Trời, uống của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời. ấy thế mà lại nghĩ rằng bất kỳ sự tổn hại nào đến lợi ích của nhà ngài đều không liên quan đến ngươi. Điều này khiến ngươi trở thành một kẻ phản bội thật sự, ăn cháo đá bát qua cầu rút vắng. Nếu ngươi không bảo vệ lợi ích của nhà ngài, thì ngươi có phải là con người hay không? Đây là một con quỷ, đã len lỏi vào trong nhà của đức chúa trời ngươi giả vờ tin đức chúa trời giả vờ là người được chọn và ngươi muốn là kẻ ăn bám trong hội thánh ngươi là kẻ không ra con người và là kẻ không tin Amen. 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 mỗi lời của đức chúa trời đã xuyên thấu tâm can tôi tôi thật sự cảm thấy vô cùng kinh hãi cứ như thể đức chúa trời đang nổi giận với tôi bởi vì tôi đã nhìn thấy rõ có một lãnh đạo giả đang quấy phá công tác của hội thánh, cản trở lối vào sự sống của anh chị em. Như vậy để bảo vệ mối quan hệ với các chấp sự và tất cả anh chị em trong hội thánh, nên tôi đã không dám phơi bày hay xử lý lãnh đạo giả đó và không thông công về lẽ thật để giúp anh chị em phân định. Vì vậy mà tôi đã vô tình bao che cho lãnh đạo giả kia trở thành kẻ đồng lõa với Satan. Những gì tôi đã làm thật tà ác tôi nghĩ xem đức chúa trời đã nhập thể và bày tỏ nhiều lẽ thật để chăm tưới và cung dưỡng chúng ta mọi sự mà tôi có được đều nhờ đức chúa trời ban cho nhưng khi công tác của nhà đức chúa trời bị tổn hại tôi lại chọn cách chung túng lãnh đạo giả để họ quấy nhiễu công tác lúc đó tôi mới nhận ra mình đã vô ơn với đức chúa trời tới mức nào tôi hoàn toàn không có lương tâm và lý trí cũng không hề có chút nhân tính nào tôi thật sự làm đức chúa trời thất vọng lắm đúng vậy phải sau đó tôi nhớ tới một đoạn lời khác của đức chúa trời ai cũng nói quan tâm đến gánh nặng của đức chúa trời bảo vệ chứng ngôn của hội thánh nhưng ai đã quan tâm hãy tự hỏi bản thân người có phải là người quan tâm đến gánh nặng của ngài không người có thể thực hành công chính vì đức chúa trời không người có thể đứng lên lên tiếng vì ta không người có thể kiên định không suy suyển thực hành lẽ thật không người có dám tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của satan không Ngươi có thể gạt bỏ cảm xúc và phơi bày sa tăng vì lẽ thật của ta không? Ngươi có thể để tâm ý của ta được trọn vẹn trong ngươi hay không? Trong thời khắc then chốt, lòng ngươi đã dâng lên chưa? Ngươi có phải là người làm theo ý chỉ của ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân và suy nghĩ những câu hỏi này. Qua mỗi một dòng lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được ý muốn của Ngài. Một lãnh đạo giả xuất hiện trong hội thánh này, và Đức Chúa Trời đã mong chúng tôi có thể đứng về phía Ngài, quan tâm đến ý muốn của Ngài. Phải đó. Cũng như bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Ừ. Phải. Lúc đó, hội thánh đã bố trí bổn phần này cho tôi, để tôi có thể mau chóng tước bổn phần của lãnh đạo giả nếu cần thiết, và dùng nguyên tắc để chọn người phù hợp, và cho anh chị em một đời sống hội thánh tốt đẹp. Ừ. Chính, Chính xác. Đúng. Nếu tôi chỉ biết quan tâm và trụ tính cho tư lợi của mình, không thể đứng lên bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa trời, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa trời loại bỏ. Phải. phải đúng đó. Tôi đã nhận thấy sự thật là chị Lâm không mua cầu lẽ thật và quan điểm của chị ấy về mọi việc không hề thay đổi. vậy làm sao chị ấy có thể chăm tưới các anh chị em được? người như vậy nếu như được giữ lại, họ sẽ chỉ tiếp tục quấy phá công tác của nhà Đức Chúa trời và cản trở lối vào sự sống của mọi người. phải đúng vậy. một khi nhận ra điều này tôi không còn lo lắng về việc bị gọi là tự cao tự đại vì sẽ tước bổn phận của chị lâm nữa vì tôi đã nhận thức rõ rằng làm như vậy là tuân thủ nguyên tắc thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của nhà đức chúa trời chứ không phải tự cao tự đại chỉ những ai không làm việc theo lời đức chúa trời hay lẽ thật muốn gì làm nấy và bám vào quan niệm và tưởng tượng của mình mới là tự cao tự đại và làm trái với lẽ thật phải. phải cho nên sau đó tôi đã dùng lời đức chúa trời để thông công với họ về hậu quả của việc không tước bổn phận của chị lâm và việc các lãnh đạo và các nhân viên nên thực hiện công tác thực tế thế nào nhân tính tốt là gì tố chất tốt là gì và thế nào là tấm lòng nhân ái tạ ơn đức chúa trời khi nghe xong thông công của tôi thì các anh chị em đã có thể phân định được về chị lâm ừ. tạ ơn tạ đức ơn chúa đức trời. trời đúng vậy họ cũng thấy có những nguyên tắc về thuyên chuyển và tước bổn phận trong nhà đức chúa trời Ừ, phải đấy. phải nhà của đức chúa trời không phải không nhìn vào tài năng hay tố chất mà phải xem xem họ có thực sự mưu cầu lẽ thật thực, thực hành lẽ thật và thực hiện công tác thực tế hay không ừ, đúng, đúng vậy. vậy nên chị lâm thật sự là một lãnh đạo giả và phải bị tước bổn phận phải đó ừ. và sau đó khi tôi tới thông công với chị lâm thì tôi mới phát hiện chị ấy hết sức thờ ơ chị ấy không cảm thấy tội lỗi hay tự trách bản thân chút nào ngay lúc nói chuyện tôi đã tước bỏ bổn phận của chị ấy Tạ ơn đức chúa trời phải. Tạ ơn đức chúa trời sau sự việc đó tôi đã thông công với các anh chị em về nguyên tắc bầu chọn lãnh đạo và chúng tôi đã chọn ra một lãnh đạo mới Tạ ơn đức, Tạ 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 ơn đức, chúa, ơn đức chúa trời đây là một cách thực hành rất hay ừ. lãnh đạo giả đã bị thay thế các anh chị em cũng đã đạt được thêm một sự phân định mới phải đó phải đó ờ nhưng sau khi hoàn thành công tác bầu chọn tôi bỗng nhớ tới việc các anh chị em đã báo cáo với tôi một số hành vi gần đây của anh tiêu lỗi họ nói với tôi rằng anh ta chưa bao giờ mưa cầu lễ thực anh ta tin Đức Chúa Trời đã lâu nhưng vẫn không chịu thay đổi quan điểm. Cứ mãi mê tham lam vật chất và tiền tài. Anh ta chỉ quan tâm đến những việc làm giàu và sống một cuộc sống phú quý. Mỗi lần khi anh ta được giao bổn phận thì anh ta lại bận làm việc để kiếm tiền và không vui vẻ khi thực hiện bổn phận. Hơn nữa, anh ta còn kêu gọi đầu tư và còn âm mưu kiếm chác từ người trong hội thánh. Hành vi của anh ta rõ ràng đã quý nhiễu và quấy phá đời sống hội thánh phải tôi nghĩ rằng mình nên thông công với anh ta và cảnh báo anh ta càng sớm càng tốt tốt quá ừ. phải nhưng thật không ngờ là vào ngày họp anh ta đã cố ý không về nhà ờ uh, và bỏ luôn buổi họp đó tôi phải đợi đến tối mịt anh ta mới về tôi hỏi anh ta như vậy tiêu lỗi anh thấy thế nào về sự quấy phá anh gây ra cho đời sống hội thánh thời gian qua anh có kiểm điểm và cố hiểu bản thân không nhưng mà anh ta tỏ ra không muốn hiểu lời tôi và không hối hận vì hành động của mình mà ngược lại Anh ta còn có rất nhiều hiểu lầm và quán trách nữa Anh ta nói Đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng không thu hoạch được gì Con trai anh ta thì vô cùng ngỗ nghịch Còn anh thường bị vợ hiểu lầm Anh ta cứ luyên thuyên Đổ hết mọi lũ lầm lên người khác Mà không hề đã động gì về vấn đề của mình Cũng không hề tỏ vẻ ăn năn. Anh ta không tiếp nhận lẽ thật Và quan điểm của anh ta giống như kẻ không tin Rõ ràng anh ta là một kẻ không tin Chắc chắn là như vậy hơn nữa, vào lúc tôi thông công với anh ta, tôi hướng dẫn anh ta kiểm điểm và hiểu bản thân. Nhưng mà anh ta vẫn rất cố chấp. Anh ta nói, thực hành lẽ thật thì có ích gì. Tôi nhớ có lần, một người chị em đã dùng lời đức chúa trời để dạch trần những hành vi của một kẻ không tin. Nhưng anh ta lại không chịu hiểu hay ăn năn chút nào. Anh tiêu lỗi đó không bao giờ mưu cầu lẽ thật cả. Và lúc nào, anh ta cũng cư xử như một kẻ không tin. Ừ. Vậy, Chứ theo các nguyên tắc thì Một người nào đó không mưu cầu lẽ thật Không thực hiện bổn phận Và quấy phá đời sống hội thánh như vậy Cần phải được sắp xếp họp riêng Họ tuyệt đối không được phép quấy phá đời sống của hội thánh Phải, phải đó. đó Một người cứng đầu giống như tiêu lũi Chắc chắn là cần được sắp xếp họp riêng rồi ừ, Nếu không họ sẽ Làm ảnh hưởng và quấy nhiễu Những người có vóc dạc nhỏ bé Cũng như thiếu đi sự phân định Phải, phải. Nên tôi đã thông công và đưa ra sự phân định cho các lãnh đạo và chấp sự và mọi người đều đồng ý rằng tiêu lỗi cần phải được sắp xếp họp riêng và có thời gian để kiểm điểm ừ, tốt quá nhưng mà qua mấy hôm sau thì có một chị gửi thư cho tôi chị nói rằng anh tiêu lỗi đó muốn thực hành lẽ thật nhưng lại bị tâm tính bại hoại khống chế và không thể làm được nên anh ta không đáng phải bị họp riêng sau khi đọc xong bức thư tự nhiên tôi thấy hơi lưỡng lự nếu tiêu lỗi thật sự muốn ăn năn và thay đổi thì việc tôi sắp xếp anh ta họp riêng và bắt anh ta phải tự kiểm điểm miễn cưỡng như vậy có khiến anh ta tiêu cực hơn không nếu như tiêu lỗi và những người khác biết được làm vậy là do đề xuất của tôi liệu họ có nói tôi không cho mọi người thời gian ăn năn không tôi chỉ mới đến hội thánh này một thời gian ngắn mà thôi nhưng đã tước bổn phận của lãnh đạo giả và xử lý những kẻ không tin liệu các anh chị em trong hội thánh có nói là tôi đang cố hù dọa họ và quá vô tình vô nghĩa hay không hơn nữa tôi cũng nghĩ rằng anh tiêu lỗi này rất có tài ăn nói và biết lấy lòng mọi người. Cho nên vào lúc tôi thông công và phê bày anh ta, tôi phải xoay sở như thế nào lỡ anh ta không đồng ý hay chống đối. Nghĩ về những tình huống giả định như vậy, tôi thấy bản thân lại gặp khó khăn. Nên tôi đã tới trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài. Cầu xin Ngài hướng dẫn tôi để tôi hiểu ý muốn của Ngài và có thể làm việc theo nguyên tắc của lẽ thật. Ừ. Rồi sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đoạn đầu tiên nằm ở trang 32. Ừ. Được. Hội thánh đang được xây cất, Satan đang ra sức hủy hoại. Hắn tìm đủ mọi cách hồng hủy hoại sự xây cất của ta. Vì thế, hội thánh phải nhanh chóng được tinh sạch, không được có một chút dư nghiệt cặn bã nào và phải được tinh sạch đến mức không tỳ vết vẫn trắng tinh như ngày xưa. Các ngươi hãy luôn cố gắng thức canh trong đời, cầu nguyện ở trước ta nhiều hơn. Các ngươi phải biết được đủ loại âm mưu quỷ kế của sa tăng Phải biết các thần, biết con người, biết phân biệt mọi loại người, sự việc và sự vật. Phải ăn uống lời của ta nhiều hơn. Quan trọng hơn, các ngươi phải biết tự mình ăn uống lời ta. Hãy trang bị mọi lẽ thật đến trước ta để ta mở đôi mắt tâm linh của các ngươi để cho các ngươi nhìn thấy nơi có mọi lẽ màu nhiệm trong cõi tâm linh. Hội thánh vừa bước vào giai đoạn xây cất đã kéo theo một trận tranh đấu thánh đồ. Đủ loại bộ mặt miệng lưỡi xấu xa của Satan đang bày ra rõ mồm một trước mặt các ngươi. Ngươi sẽ dừng lại lùi bước hay sẽ đứng lên và nhờ ta mà bước tiếp. Phơi bày triệt để sự bại hoại xấu xí của Satan tuyệt đối không được niềm tình và không được khách khí hãy quyết một trận sống mái với Satan. Ta sẽ gìn giữ phía sau ngươi, ngươi phải có khí khái của đấng nam nhi. Cuối cùng, Satan sẽ dễ dụ cho đến chết, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi sự phán xét của ta. Satan ở ngay dưới chân của ta và cũng bị giẫm đạp dưới chân các ngươi. Thật sự là như vậy. Amen. Amen. Từ lời Đức Chúa Trời tôi biết rằng khi Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi con người, thì cũng lúc đó Satan cũng sẽ ra sức quấy phá công tác của nhà Đức Chúa Trời, phải. Đức Chúa Trời cho phép lãnh đạo giả, kẻ địch lại đứng Chris, kẻ hành ác và kẻ không tin xuất hiện trong hội thánh để chúng ta có thể trang bị nhiều lẽ thật. Biết phân định mọi người, mọi sự và mọi việc xung quanh bằng nguyên tắc của lẽ thật, phải hiểu được điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì thì đến từ Satan. Đứng về phía của Đức Chúa Trời, phân định và loại trừ tất cả những điều tiêu cực của Satan và không dung túng cho Satan. Ừ. ừ tôi lại nghĩ về tiêu lỗi về việc anh ta không bao giờ mưu cầu hay thực hành lẽ thực anh ta tin đức chúa trời nhiều năm nhưng vẫn giữ quan điểm giống như của một người ngoại đạo và khi các anh chị em thông công với anh ta anh ta luôn nói những lời nguy biện để bắt bẻ lại họ trong đời sống hội thánh thì anh ta luôn nói về những điều không liên quan đến lẽ thực không hề đóng vai trò tích cực anh ta cũng không hề có chút hiểu biết hay ăn năn gì những hành động của mình Điều đáng lo ở một người như tiêu lũi là nếu anh ta không được xử lý và bố trí họp riêng ngay lập tức, anh ta sẽ càng cản trở lối vào sự sống của các anh chị em và sẽ gây quan mang cho các anh chị em nào còn có vóc giặc nhỏ bé. Phải. Chắc chắn họ sẽ thấy quan mang. Chính xác. Tôi thấy nhà Đức Chúa Trời có nguyên tắc này để xử lý những kẻ không tin. Vì các anh chị em chân thành tin tưởng và tuyệt đối yêu mến lẽ thật và những kẻ không tin là những loại người hoàn toàn khác nhau. Phải, Phải đó những buổi họp riêng cho những ai không đóng góp vai trò tích cực trong hội thánh chính là để hạn chế những việc tà ác của họ, đảm bảo họ không thể làm quấy nhiễu đời sống hội thánh để người khác mưu ngư cầu lẽ thật tốt hơn và được cứu rỗi chính, chính xác. xác. Bốn phần của tôi là một lãnh đạo, nên tôi phải xử lý những kẻ không tin dựa theo các nguyên tắc. Ừ. Ừ. Nếu như lúc đó tôi chùn bước và sao lãng bổn phận để bảo vệ tư lợi và không làm mất lòng người khác, không phải tôi đang bao che cho Satan và dung túc cho những kẻ không tin quấy nhiều các anh chị em trong hội thánh hay sao chứ? phải Chính. xác ừ, nói hay lắm. rồi tôi đọc được một đoạn lời khác của đức chúa trời. và đã biết được căn nguyên lý do khiến tôi không thể thực hành lẽ thật hay tuân thủ nguyên tắc. Ừ. đoạn thứ bảy, từ chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ đức chúa trời. để tôi đọc cho. Ừ, được. hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ kết quả là khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại đứng trích làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc do đó làm nhiễu loạn công tác của nhà đức chúa trời và gây hại cho dân sự được đức chúa trời chọn họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo và do đó không tự tin lên tiếng không phải điều nào trong số này cả mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt người nghĩ cho mình trước tiên nghĩ rằng nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được đây là một tâm thái xảo quyệt đúng không chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao một tâm tính khác là sự ích kỷ và ti tiện người nghĩ thiệt hại về lợi ích của nhà đức chúa trời có ảnh hưởng gì tới tôi tại sao tôi phải quan tâm điều đó không liên quan gì đến tôi cả ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra tôi không cần phải làm gì cả đó không phải là trách nhiệm của tôi tôi không phải là lãnh đạo những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi đó là tâm tính bại hoại bị phơi bày khi người ta gặp phải một vấn đề mọi điều ngươi nói và nghĩ đều phải được bộ não ngươi chỉnh sửa trước mọi điều ngươi nói đều là giả rỗng tuếch dối trá trái ngược với sự thật tất cả đều là để ngụy biện phòng thủ cho riêng ngươi vì lợi ích của chính ngươi ngươi đã lừa gạt mọi người và họ đánh giá cao ngươi trong trường hợp như thế ngươi đã đạt được động cơ và mục tiêu đằng sau lời nói của mình đây là những gì trong lòng ngươi đây là những tâm tính của ngươi ngươi hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tâm tính sa tăng của chính mình ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm ngay cả khi ngươi muốn ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thật sự nghĩ. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá và ngươi chỉ cẩu thả, chiếu lệ. Ngươi hoàn toàn bị gông cùm và kiểm soát bởi tâm tính sa tăng của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và phấn đấu vì lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi người nói và làm bất cứ điều gì mà tâm tính sa tăng của người mách bảo người chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại người đã trở thành một công cụ của sa tăng amen. amen amen đức chúa trời và trần đích xác chúng ta là những kẻ xảo quyệt ích kỷ và hèn hạ đây chính là tình trạng của chúng ta đúng vậy chính xác Tôi nhớ lại những hành vi trong quá khứ của mình. Thật ra cứ mỗi lần tôi cần phải thực hành theo lẽ thật. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị của riêng mình. Tôi đã rất ích kỷ và xảo quyệt. Những triết lý Satan như người không vì mình trời tru đất diệt, tự bảo vệ mình trước mong không bị đổ lỗi. Điều đó đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi. Phải. Tôi đã sống theo những điều này quá lâu nên không dám tuân thủ nguyên tắc của lẽ thật. Ừ. Phải. Phải. Ừ. Còn nhớ trong chuyện tước bổn phận của chị Lâm vì sợ các đồng sự sẽ nói tôi kiêu ngạo và quá tự cao tự đại nên tôi đã không dám tuân thủ nguyên tắc tôi hy sinh công tác của nhà đức chúa trời để có thể bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của mình và không thức bổn phận của chị lâm kịp thời và còn nữa rõ ràng là hành vi của tiêu lũi đã ảnh hưởng nghiêm trọng và quấy phá đời sống hội thánh nên chiếu theo nguyên tắc anh ta cần phải được sắp xếp cho họp riêng phải để đảm bảo những người khác có một đời sống hội thánh trọn vẹn không bị xáo trộn hay quấy nhiễu. Đúng rồi. Việc này có ích cho tiêu lỗi và lối vào sự sống của những người khác ở trong hội thánh. Ừ, chính xác. Phải. Nhưng tôi lại sợ các anh chị em sẽ nói rằng tôi không cho họ cơ hội để ăn năn hay suy ngẫm về điểm yếu của họ. Nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và địa vị của tôi trong mắt họ. Nên tôi đã bằng lòng để đời sống hội thánh bị tổn hại và không tuân thủ nguyên tắc hay thực hành lẽ thực. Ừ, ừ. Tất cả những gì mà tôi thực sự quan tâm chỉ là bảo vệ hình ảnh và địa vị của mình. Tôi không quan tâm công tác hội thánh hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đã bị tổn hại như thế nào. Làm vậy mà là thành tâm tin Đức Chúa Trời hay sao? Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã bị những triết lý của Satan đầu độc quá nặng rồi. Tôi quá ích kỷ và dối trá. Tôi không có chút hình tượng con người nào cả. Đức Chúa Trời rất thích những người dám tuân thủ nguyên tắc của lẽ thật và có được sự công tâm ừ phải những người có can đảm để bảo vệ những điều tích cực và những người có đủ dũng khí loại bỏ những điều tiêu cực ừ chính xác đây là những yêu cầu của đức chúa trời đối với chúng ta ừ, phải, phải đó thông qua những vấn đề của tiêu lỗi rõ ràng là đức chúa trời đang thử thách tôi ngài đang kiểm tra xem tôi có bảo vệ được lợi ích của nhà ngài không tôi nghĩ rằng mình phải trở thành một người công tâm dù người khác có nghĩ gì không tốt về mình mình cũng phải tuân thủ nguyên tắc của lẽ thật đúng đó đó rồi, đúng rồi. <laughs> sau đó nhờ vào mối thông công những người khác đã biết phân định hành vi của kẻ không tin từ trường hợp của tiêu lỗi và 80% mươi trăm các anh chị em đã nhất trí sắp xếp cho tiêu lỗi họp riêng và giám sát anh ta phải ừ. tại phải sau đó tôi đã thông công với tiêu lỗi dựa trên hành vi nhất quán của anh ta để phơi bày những vấn đề còn tồn tại nhưng mà khi tôi chưa kịp thông công xong anh ta bắt đầu bao biện và bắt bẻ tôi, nói rằng các anh chị em đều là tự nguyện đầu tư, anh ta không ép buộc họ, không liên quan gì đến anh ta cả. Ừ. Anh ta không những không kiểm điểm bản thân mà còn tranh cãi với những người khác. Anh ta đúng là một kẻ không tin. Phải. Dù có cho anh ta bao nhiêu cơ hội đi nữa, anh ta cũng không bao giờ chân thành ăn năn. Thật sự xử lý theo cách đó là hợp lý. Phải. Chính xác đúng lắm. chị Anh ta càng cư xử như vậy thì càng chứng tỏ một điều rằng anh ta là một kẻ không tin. Phải. Cho nên tôi đã sắp xếp cho anh ta họp riêng và giám sát anh ta một thời gian nếu như tiêu Lỗi vẫn không chịu hiểu và ăn năn anh ta sẽ bị khai trừ khỏi hội thánh tốt quá tốt quá sau khi thực hành dựa theo các nguyên tắc của lẽ thật tôi đã thật sự cảm thấy trong lòng mình bình yên hơn bao giờ hết và vui mừng khôn xiết sau trải nghiệm lần đó thật sự là tôi đã bắt đầu hiểu hơn tâm tính bại hoại của mình tôi đã có thể từ bỏ tư lợi thực hành lẽ thật và có thể sống tròn hình tượng con người đây đều là sự cứu rỗi của đức chúa trời tạo Tạ đức, đức chúa, chúa trời, trời. Ừ, kể từ đó tôi cũng thấy rằng nhà đức chúa trời rất khác thế giới bên ngoài lẽ thực đang ngự trị trong nhà đức chúa trời phải khi chúng ta thực hành lẽ thực và làm việc theo nguyên tắc ừ. sẽ nhận được phước lành và sự hướng dẫn của ngài phải. Phải. tạo Tạ Tạ đức chúa đức trời. trời giờ tôi đã thấy sáng tỏ hơn nhờ thông công của Mỗi chị đó đúng đó chị ha giời.